Xin chào các bạn, mình là Suda đây. Ngày hôm nay mình sẽ chơi game Save the Town. Thế giới phải đối mặt với thảm họa đại dịch zombie và mình là một trong những người sống sót cuối cùng. Mình sẽ phải vừa chạy trốn trên chiếc xe ô tô, vừa thu thập súng, tiêu diệt những con zombie khát máu đang đuổi theo, lại còn phải giải cứu những người sống sót khác. Thế giới tận thế zombie quá khắc nghiệt. Hành trình sống sót và đi tìm nơi an toàn của mình sẽ như thế nào? Hãy xem cuối video để biết nhé. Với cả kênh YouTube của mình đang bị lỗi, chỉ có âm 20% các bạn đang xem video này là đã đăng ký kênh. Vì vậy các bạn hãy giúp mình sửa lỗi kênh YouTube bằng việc đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thế giới đã đến hồi tận thế rồi các bạn ạ. Và chúng ta là những người có sống sót cuối cùng, sở hữu những món vũ khí để chống trả lại bọn zombie. Vâng, con zombie này có vẻ như là mình không biết là nó đang đi nhanh hay là cái xe ô tô của mình đang đi rất chậm, mà từ nãy giờ xe mình nó không thể thoát khỏi con zombie được các bạn ạ. Không sao, đây là một cơ hội cho mình tập bắn và mình sẽ phải wow, bắn chết một con thì một đống con khác nó lại mò ra các bạn ạ. Ok, mày ra nào nào. Súng của mình súng gì đây mà bằng cái thần kỳ đấy? Súng của mình là không cần phải dừng lại để mình nạp đạn luôn, mình chỉ cần xin quảng cáo thôi các bạn ạ. Ui, mình phải cứu ai? Cứu Nate, cứu một thanh niên lớn Nate thì được 100 đô, nhưng nếu mình cứu cô bé cái em bé gái này mình được 300 đô. Nhưng mà mình phải xem quảng cáo để cứu bé gái hay là không xem quảng cáo nhưng mà cứu một người trưởng thành nhưng mà ít tiền hơn? Ôi các bạn, cái game này nó độc ác đến mức độ nó đánh vào cả đạo đức của mình nữa. Thôi được rồi, mình không muốn bị các bạn khán giả chửi là mình là thằng vô ơn đâu, vô ơn mà là một thằng độc ác đâu, nên là thôi mình sẽ xem quảng cáo để cứu em bé gái vậy. Ôi trời ơi, đấy các bạn thấy chưa, mình sẵn sàng xem quảng cáo để không cắn rứt lương tâm. Vì vậy các bạn hãy bấm like cho mình nhá, để respect, thể hiện sự tôn trọng với mình. Quảng cáo xong rồi. Are you serious? Tất nhiên rồi, nghiêm túc đấy, kia bé gái chứ. Ui, mình phải đem quả bom. Wow, được luôn. Please hurry, rồi cứu rồi. Lên em ơi. Ok, mình phải căn trúng một cái xe là cây để mình bắt được tay em ý. Yes, bấm lên tay anh. Yes, cảm ơn anh rất nhiều. Ok, mình rất là cool đúng không các bạn? Em cảm ơn anh như thế nào đây? Em an toàn là được rồi. Đưa anh hết tiền đây, cộng 50 đô. Hiển nhiên, đưa tiền đây. Cứu, cứu free à? Là cứu chuyện. Đấy, biết ngay mà. Phải như thế các bạn hiểu không? Chúng ta phải cướp tiền của con bé để lấy được tiền mua súng. Khẩu là khẩu Colt 45. Chúng ta sẽ có khẩu lục này, có 100 đô mình mua ở đây được này. Khẩu này là khẩu AK-57. Không mua được mà phải xem quảng cáo. Ôi nhưng mà rõ ràng là nó xịn hơn hẳn luôn ấy. Cay thế nhở? Thôi được rồi, xem quảng cáo vậy các bạn ạ. Chấp nhận thôi. Vì mình cần phải sống sót trong thế giới zombie nên mình sẵn sàng xem quảng cáo. Thực sự các bạn ạ, nếu mà game logic, những cái logic trong những trò chơi điện thoại này ấy, mà ứng dụng được ngoài đời á, thì các bạn có thể xem quảng cáo để làm được mọi thứ luôn ấy. Ê, nhưng mà chính ra nếu mà được thì mình cũng sẵn sàng làm luôn. Chẳng qua đang chơi thì hơi khó chịu thôi. Rồi, có súng ngon luôn. Và mình còn có 925 dặm nữa là mình sẽ đến được, có thể là đến được một cái nhà an toàn đấy các bạn ạ. Nhà chuột. Ôi, vãi, zombie among us. Ôi, zombie crewmate, zombie imposter. Ôi, nhưng mà bọn này có vẻ bọn này nó hơi hớn quá nhở. Nó hớn hở quá các bạn ạ. Bọn nó cứ đi kiểu nhảy chân sáo à. Mày này dăm ba con crewmate của chúng tôi à. Và mình lại phải xem quảng cáo. A few moments later. Trời mẹ, giờ là hai em gái cùng một lúc. Nhưng mà em này thì là em gái bình thường, em này lại còn đem theo cả một em bé sơ sinh bị truy đuổi bởi các con Among Us. Ok thôi được rồi, mình biết các bạn sẽ nghĩ gì nhưng mà thôi nhá, mình cho các bạn xem quảng cáo một lần rồi mới cứu em này. Come on, thôi mà đi ra em ơi, anh phải giải cứu em này khỏi những con Among Us. Ui, mình bắn em này được à? Đúng nhỉ? Ôi, bọn này là quái vật gì đây? Ôi, cho nó quả bom đi. Rồi ôi, không hiểu sao quái vật gì luôn á. Bây giờ hoặc không bao giờ. Lên đây, mời, lên xe với anh. Lên xe rồi đúng không? Chúng ta đi đâu? Tất nhiên là đi về... Không, mình sẽ đi theo đường ác quy các bạn ạ. Hai lựa chọn này, một lựa chọn sẽ đến lựa chọn thiên thần, lựa chọn tiếp lựa chọn ở dưới ấy. Mình sẽ biến thành một con ác quỷ, hay là ác quy đấy. Ok, ác quy đi. Không biết. Tao không biết. Đứa này, tao phải thành ác quy. Ô, đến được xếp house luôn rồi này. Đến được chỗ nhà chuẩn rồi này. Ô, đến nhà chuẩn mình có thể được giao nhiệm vụ cho các nhân vật mà mình đã cứu trên đường. Nếu mình giao cho nhân vật này thì mình sẽ quảng cáo thì sẽ giao được cho 10 per minute. Mình không hiểu 10 là 10 gì. Giao cho làm canh gác cầm súng thì được 10 cái gì đấy một phút.
Nếu mà chỉ làm dọn nhà thì được một cái một phút thôi. À, chắc là tiền các bạn ạ. Thôi, lau nhà đi. Đi lau nhà. Bà này á, đi tìm đồ tiếp tế là 15 tiền một phút, hay là đi trà toilet được 1 đồng một phút. Đi trà toilet khẩn trương, không cần xem quảng cáo nhá. Các bạn nhìn này, mình này hớn hở không? Hớn ha hớn hở. Trong khi đây con này đây nó, mình cứu nó xong rồi nó khóc các bạn ạ. Đâu xem nào, mình về nhà xem nào. Nhà chuẩn. À, những người mình cứu ở đây thì sẽ làm việc ở đây và sẽ làm ra tiền cho mình. Vâng, mình cứu được hai một cô gái và một em bé. Em gái thì cô gái phải đi trà bồn cầu, còn em gái phải đi lau nhà. Cảm giác mình cảm thấy mình hơi độc ác các bạn ạ. Rồi, tiếp tục nào. Ui, con kia là con kia là con. Ui, con này cầm bom à? Ô, đúng rồi, giữa con cầm bom là tất cả nổ luôn. Quá đơn giản. Cứu anh giai hay là cứu ok, cứu một anh giai hay là cứu một thằng nhóc? Anh giai rồi. Ui, thử súng laser bằng với xét quảng cáo. Ok, cái này mới này, mình sẽ thử nhá. Ok. Ui, súng laser xịn vãi ạ. Đâu để mình bắn thử chí thằng này thế nào? Không, nó không bị sao bạn ạ. Súng laser không tác dụng với người nhá. Ui, zombie này, zombie bám ở trên mấy cái biển báo trên đường à? Ê, chúng mày dám làm mày bắt người à? Lên đây, đi với tôi nếu anh muốn sống. Lên đây, đi với tôi vào nhà làm ô xin cho tôi đi. Rồi, không cần nữa, hãy đi thu thập đồ tiếp tế. Này, tao mới là cái thằng mà chỉ đạo ở đây nhá. Câm mồm lại, đấy. Mình thật là cool đúng không? Ồ, mình đến một cái kho và mình có thể tìm được đồ trong này các bạn ạ. À, trong 6 cái hòm thính này. Vâng, nhìn này là biết ngay là thính đúng không? Thính trong PUBG rồi. Thế nào, mình sẽ lấy cái nào đây? Lấy cái này đi. 150 đô à? À, là một cái hamburger. Rồi cũng được. Ui, con này con chùm à? Ui, bắn một con nó đẻ ra hai con. Wow, nhưng mà cứ cũng phải chết thôi. Tuổi gì đòi ăn mì? Vãi ạ. Ở một thế giới này, những con Among Us truy đuổi một cô gái và một chú chó. Nhưng mà chúng ta nếu chúng ta cứu chú chó ấy, thì chúng ta được nhiều tiền hơn. Giá trị của một chú chó còn cao hơn một con người các bạn ạ. Thôi, xin lỗi các bạn nhá. Mình sẽ để chú chó này ra đi thôi. Mình sẽ cứu người. Chó nó mà hỏi mình là anh đang đùa. Và anh cả chó chứ biết có biết nói tiếng người luôn các bạn ạ. Thảo nào, có khi đây là chó thông minh. Rồi, mình đã bỏ lỡ chó thông minh rồi. Mấy con ở Among Us này đừng có nhảy kiểu này nữa. Có gì chúng nó này? Trông khắm à? Tôi ăn bom đi. Tức thật sự. Lên đây em ơi. Rồi, lại tuyển mộ được một em giúp việc nữa rồi. Bạn bè của em có ổn không? Bạn của em á, bị đớp hết rồi nhá. Ô, và mình đến lúc đấu chùm rồi nè. Vãi, chúng ta đấu với một con vẫn là một con ở Among Us. Chỉ đơn giản nó to hơn thôi. Và bằng một tích quái ở đấy mà bọn này đổi trẻ con à? Bọn này mê trẻ con à? Bọn này thích loli à? Này, Among Us này. Rồi, các em. Đúng rồi, các bạn ạ, mình tò mò trong cái kho báu này có gì quá nhưng mà phải xem quảng cáo. Thôi được rồi, mình sẽ hy sinh với các bạn. Mình sẽ chấp nhận xem quảng cáo để cho các bạn biết được rằng trong này nó là cái gì. Trong cái hòm kho báu này là cái gì mà nó kêu là cứu tôi với. Trong cái hòm này có một cái gì mà liệu có thể nói được tiếng người nhỉ? Vãi trường ạ, hòm này đúng là có, trong hòm đúng có người thật. Mình đã mở khóa được quái vật tinh anh. Bọn này nó khỏe hơn nhưng mà nó sẽ cho nhiều tiền hơn. Và mình còn đến 700 dặm nữa. Ôi. À, và mình còn mở ra được một cái ô tô. Mình có thể nâng cấp xe ô tô. Từ ô tô cái này là bán tải thường lên một cái xe này. Xe nhìn thấy trông xịn thế nhở. Thôi được rồi, nhiều tiền quá, chưa lấy được nhá. Còn súng này, cái gì đây? Tôi đang muốn xem súng chứ tôi không muốn xem quảng cáo để mở súng, ok. Trời ơi, thế là đúng thật sự là mình muốn bấm vào xem nhưng mà nó xem lên để mở thêm quảng cáo để mở súng rồi. Thì là lỡ rồi, thì xem nốt cái nữa đi. Và mình đã mở khóa được mini gun các bạn ạ. Có vẻ thế, đây là một khẩu súng, có vẻ súng 6 nòng đúng không? Uầy, sức mạnh thì hơi yếu nhưng mà tốc độ thì siêu nhanh. Khẩu này của mình thì cái gì đây? Tôi muốn cho khẩu đấy cơ mà. Tôi không có đâu khẩu này đâu. Tức thật sự, cái game này nó bị lệch lệch khó chịu á. Mình muốn chọn khẩu mình vừa mở khóa được chứ không phải khẩu này. Ui, bây giờ cứu người hay là cứu một em với một con chú chó? Tất nhiên rồi. Mình ở đây mình đã đóng vai ác quy cơ mà. À, rơi à? Bọn này rơi zombie à? Bọn này chắc là có corona đúng không? Bọn này là đem dịch covid đi cho loài người đúng không? Thôi, chúng ta chết bớt đi. Lên đây, tại sao những chuyện này lại xảy ra? Thì y bồm đấy, đừng có hỏi. Đó, đến tiệm bán súng. Đâu xem nào. Ui, khẩu ui.
Khẩu này sao? Khẩu này là sức mạnh yếu. Tốc độ thì lại chỉ rất nhanh thôi. Đạn thì có 35, trong khi mình đã mở khóa được một khẩu mà tốc độ siêu nhanh rồi mà lại có 60 viên đạn. Thôi, tôi chê. Và mình chỉ có 625 dặm nữa là có thể là sẽ đạt được đến nơi an toàn rồi. Nhà, đâu về nhà thế nào? Ui dồi ôi, sao mỗi mùi tiền mấy đứa này làm ăn chậm chạp thế nhở? Nâng cấp tiền lên, nâng cấp tốc độ lên, làm việc nhanh lên. Hai đứa này làm việc đi, cứ về mà để cho chơi à? Rồi, ok, test súng mới nào. Wow, súng 6 đồng quá phê luôn. Mỗi tội nạp đạn hơi chậm. Mày này, ui, bọn đó là thông minh hơn, bọn nó đi cả xe ô tô này. Nhưng mà cũng thế rồi à? Xe ô tô cũng nổ thôi chứ có khác gì đâu. Cứu người. Lần này mình phải chọn giữa một cô gái với cả một chú mèo. Khổ thế nhở? Ôi, chắc chắn rồi. Mình là một người là gọi là yêu thương đồng loại của mình các bạn nhá. Mình sẽ cứu mèo. What about me? Cô đi, tôi không quen cô đi ra đi. Đây này, tôi phải cứu một, ít nhất là phải có một chú mèo, không? Gái có thể không có, nhưng mà mèo thì phải có một con nhá, phải có một con mèo ở nhà nhá các bạn nhá. Tôi là fan của cả các chú mèo nhá, chứ tôi không phải là yêu chó. Ok, lên đây em. Come on. Mèo ơi, em dễ thương quá. Chết tôi rồi, tôi phải chọn này à? Tôi ghép mèo để mà trở thành thực sự một con ác quỷ à? Thôi được rồi, mình sẽ là một con ác quỷ tsundere. Mồm mình nó là ghét mèo vậy thôi, nhưng mình yêu mèo lắm. Phải bấm lựa chọn này đau lòng lắm các bạn ạ. Đúng là luật hoa quả đến rất sớm. Vừa mới nói ghét mèo, yêu mèo mà nói ghét mèo, tức là không thương mèo rồi. Là y như rằng phải xem quảng cáo luôn. Rồi, đến safe house. À, đến đây là mình có thể giao việc này. Ok. Ui, giờ mà giao việc cho thằng này làm súng ngắm là phải được 20 đồng tiền mỗi phút. Mà thôi, đi dọn giường, khẩn trương. Cái này á, đi lau sàn. À đù, nhà mình đầy rồi. Ok, xem quảng cáo đi cho nó nhà nó rộng ra. Vâng, các bạn ạ, đúng là logic của game. Xem quảng cáo làm nhà rộng ra. Rồi, ok, có việc rồi đấy. Đi dọn rác, khẩn trương. Đừng nói nhiều. Này á, đi lau nhà, khẩn trương. Con mèo này á. Con mèo này thì làm được cái gì? Các bạn nghĩ đi, bây giờ mình muốn xem quảng cáo để cho con mèo này nó đi, gọi là đi tìm đồ tiếp tế cũng không thể làm nổi luôn. Làm sao con mèo này làm được cái gì? Con này ấy, nó phải là boss. Chúng ta chỉ là con sen cho con này thôi. Nên là thôi đi trả toilet cho tao ấy. Đi khẩn trương. Và mình chỉ còn cách đích là 550 dặm nữa thôi các bạn ạ. Ok. Rồi nào. Xem có khẩu súng bị xịn hơn không. Khẩu súng nào nhìn to to nhỉ? To xịn xịn một tí. Khẩu này đi. Thử dùng khẩu này đi. Thấy nhỏ này. Test thử khẩu nhỏ xem như nào. Tôi nghe là súng gì. Trời ơi, chưa kịp xem súng gì nữa. Đâu, xem nào. Đó là một khẩu. Đó là khẩu Colt 45, nó là khẩu yếu xìu luôn ạ. Trời ơi, mất công xem hai cái quảng cáo để mở khẩu yếu xìu này. Thôi, tôi xin phép về lại với khẩu minigun siêu xịn rồi. Rồi, ok anh em ơi. Bây giờ, ôi, chắc là bây giờ mình nghĩ ra là mình sẽ mở khóa, xem ba cái quảng cáo để mà mở khóa cái xe ô tô này đi. Bây giờ 2000 tiền biết bao giờ mới có. 2000 years later. Và đây là quảng cáo cuối cùng rồi. Và mình đã mở khóa được chiếc xe. Không biết nó có khác biệt gì không nhỉ? Nó chỉ đẹp hơn vậy thôi hả? Và cái xe tiếp theo thậm chí phải đến 5 cái quảng cáo mới mở khóa được. Thôi, được rồi. Ok, chuyển qua bắn tiếp mấy con ở Among Us này. Chúng mày. Từ từ, nằm tạm đại cái, bình tĩnh. Chúng mày này à. Láo nháo pháo ăn xe à. Xe này hơi bị xị. Ôi, zombie thôi này. Khỏi nói nhiều, cứu thằng này luôn cho nhanh. Rồi. Láo nháo pháo ăn xe này. Nằm lên. Chiến tiếp. Ủa, ít thế. À, vẫn còn một con à? Còn một con này. Easy. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tất nhiên phải cảm ơn rồi. Anh có một cái xe tải rất là đẹp đấy. Đừng có động vào đồ của tao. Và vẫn đừng có động vào. Xước hết sơn xe đấy. Rồi, bắt đầu. Bắt đầu đến cái kho này. Tìm đồ tiếp tế này. Cái này đi. Ui giời, được cái gì, cục gì đấy không biết luôn ạ. 75 đồng ạ. Tức thật đấy. Ô, và chúng ta sẽ đấu với chùm các bạn ạ. Ok. Mình sẽ đấu đốt con chùm này đi, bởi vì còn có hơn 400 dặm nữa. Quất nào. Ủa, chùm đâu? Chùm mền đâu? À đây, chùm mền sắp tới rồi. Ui, bọn này giờ bọn thành con gì đấy? Ui,
Vãi chưởng ạ, ghê vãi. Ui, nạp đạn từ 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 bình tĩnh em ơi. Đây, không phải đứng có thúc. Ui, bọn nó mọc, bọn nó từ dưới lòng đất chui lên à? Từ từ bình tĩnh em ơi. Anh phải từ từ đã, nạp đạn đã nhá, yên tâm, anh có súng rồi. Lên đây. Rồi, đấu chùm các bạn ơi, mình sẽ đấu chùm. Chúng ta có thể giải cứu gia đình của tôi sau được không? À, không có thời gian, tôi không có thời gian rảnh để cứu gia đình của cô. Tôi phải đi đấu chùm. Rồi, boss battle, xem có chùm ở đây đấy. Vãi ạ, con chùm này ok, ra giá con zombie hơn rồi đấy. Nào, let's go. Ôi, nó còn ném zombie vào mình kìa. Ôi, con này khỏe quá. Từ, nạp đạn đã nào. Wow, zombie chiêu. Thôi, lần này chúng ta biết cái hòm trong này có cái gì rồi các bạn nhá. Vì vậy, mình xin phép được từ chối. Chê, vâng, và như vậy mình sẽ còn có 400 dặm nữa thôi. 400 dặm nữa là có thể mình đã đến được, có lẽ là miền đất hứa, nơi an toàn để thoát khỏi đại dịch zombie rồi. Nhưng mà đấy là chuyện của tập sau, nếu có. Thì nếu các bạn mà muốn mình hoàn thành nốt hành trình chạy trốn khỏi đại dịch zombie ở trong cái trò chơi Save the Town này á, thì hãy bấm like thật nhiều cho video này. Nếu video này được đạt trên 5.000 like, mình sẽ chơi tiếp tập 2 của trò chơi Save the Town. Và nếu các bạn đã xem tới đoạn này rồi thì đây là một video nữa mà các bạn có thể bấm vào để xem tiếp theo. Bấm vào đi nhá, YouTube gợi ý cho các bạn đấy. Bấm vào đi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sudan và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.